Ở đề bài cho xà phòng hóa hoàn toàn không một mol chất béo X thì thu được glycerol và hỗn hợp muối gồm có 30,6 g C17H35COONa và 60,8 g C17H33COONa cho 17,72 g X tác dụng với một lượng dư dung dịch brom, tỷ số mol brom phản ứng tối đa là. Ở đây mình sẽ có, ở đây là chất béo X này, chất béo X sở hữu số mol là bằng 0,1 mol. Anh này cho tác dụng với dung dịch NaOH, cho tác dụng với dung dịch NaOH thì thu ở đây là phần muối. Thu ở đây phần muối, phần muối gồm có anh C17H35COONa và anh thứ hai đó là C17H33COONa. Mình dứt điểm luôn số mol của hai cái muối này bao nhiêu nhé, một anh là 30,6, một anh là 60,8. 17 nhân 12 cộng 35 cộng 44 cộng 23 chia cho 30,6. Ok, anh này bằng 0,1 mol này, muối này là bằng 0,1 mol. Còn anh này sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 17 nhân 12 cộng 33 cộng 44 cộng 23. Anh này bạn. 17 nhân 12 này, cộng 33 này, cộng 44 cộng 23. Thế này 304 đúng không? Chia cho 60,8. Thì anh này bằng 0,2 mol này. Anh này sẽ bằng là 0,2 mol. Mà chất béo đây là 0,1 mol thì dễ dàng chúng ta sẽ suy ra anh X là có công thức này. Anh X sẽ có công thức như sau. Sẽ có một gốc 0,1 mà chia cho 0,1 đây thì sẽ có một gốc C17. Anh này sẽ có một gốc C17. C17H35CO và đây 0,2 mà chia cho 0,1 thì anh này sẽ có hai gốc C17H33COO đúng không? Sẽ có hai gốc đây C17H33COO và ba gốc này nối với C35. Đó. Thì chất béo này sở hữu số mol là bằng 0,1 mol. Chuẩn chưa ạ? Như vậy mình sẽ suy ra đây khối lượng của X bằng bao nhiêu? Mình sẽ có này, 17 nhân 12 cộng với 35 cộng 44 là 283. Cái gốc này là 283 thì hai gốc này sẽ là 281 này, cộng với 281 nhân 2 cộng với 41 thì anh này sẽ ra được là 886. 886 là mở lớn nhân số mol của nó là 0,1. Thế vậy khối lượng của anh X ở đây sẽ là 88,6 đúng không? Gam. 88,6 gam. Đúng chưa? Thế vậy thì đề bài ở đây người ta cho cái gì? Người ta hỏi chúng ta đó là đây, một anh X đúng không? Thì ăn được mấy anh hero? Ăn được mấy brom? Brom. Thì chúng ta để ý này, ở đây sẽ có cốc C17H33 có chứa liên kết đôi đúng không? Giữa C với C, anh C17H33 này cũng có chứa nối đôi C với C có hai gốc này. Có hai cái gốc là gốc OLS như này thì sẽ ăn được hai brom. Thế vậy thì đề bài cho thế nào đây? Đề bài cho đây đó là người ta không lấy một cái lượng là 88,6 đem đi làm thí nghiệm, người ta chỉ lấy có 17,72 thôi. Thế vậy thì 17,72 mà chia cho số mol của X bây giờ sẽ là 17,72 mà chia cho mà lớn của anh X là 886. 886 chia 886 thì bằng 0,02. 0,02. Thì khi anh X này có số mol là bằng 0,02 này thì hiển nhiên anh brom đây sẽ phải gấp đôi lên sẽ là 0,04. Và đáp án chúng ta cần khoanh đó là đáp án D 0,04 các bạn nhé.